Rồi chào các bạn, mình hướng dẫn các bạn đổi chữ khi chúng ta lập trình Pascal nha. Mình khai báo tên chương trình, mình khai báo cái thư viện CRT. Rồi, begin end. Bây giờ thông thường khi mà chạy chương trình thì nó ra làm màu đen, chữ màu trắng. Tuy nhiên đây các bạn có thể thay đổi màu chữ nha. Các bạn dùng lệnh tag color, tag color và mở ngoặc. Dù các bạn muốn đổi chữ thành chữ màu đỏ chẳng hạn, các bạn thêm từ red vào, mở ngoặc, mở ngoặc lại. Đây là một hàm có sẵn nha. Hôm nay ví dụ, right, chào các bạn. Nu lại bài này, thay đổi màu. Chấm xe can. Ok, mình sẽ biên dịch chương trình. Rồi, chương trình này đúng nha. Giờ mình thử khóa cái lệnh này đi nha. Thì ban đầu khi ta chạy thì chữ nó sẽ màu trắng. Đó. Và chữ màu trắng cho các bạn nè. Giờ mình muốn thay đổi màu thì các bạn cần phải thêm câu lệnh này, tag color press. Đó. Thì chữ đã đổi thành màu đỏ. Thì ngoài ra các bạn có thể thay đổi bằng màu khác nhé nè, như màu xanh nhé nè, blue. Sẽ ra màu xanh. Thì ở đây các bạn có thể thay tên màu sắc tiếng Anh á, bảng số cụ thể chẳng hạn. Thì mình sẽ khai báo một cái biến đi để chạy cái dòng lập for để xem à. Nó sẽ có thay đổi màu sắc không nè. For chấm 0 đô 15 đô. Rồi mình thay chỗ này đây là y. Đây là câu lệnh ghép cần phải cập từ khóa begin và end. Thì ở đây nó sẽ chạy là 16 cái vòng lặp từ 0 đến 15. Nó sẽ đưa ra các màu cho các bạn. Đó. Dù đây nó sẽ đưa ra các màu. Các bạn có thể thay thế cái màu sắc bằng một số cụ thể nào đó. Bây giờ mình dùng câu lệnh để xóa kết quả chạy chương trình. Sẽ là các bạn xem lại đó. Thì đây là các màu mà chúng ta có thể thay đổi. Nếu các bạn không nhớ tên màu thì chúng ta có thể gõ số cụ thể cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.